Trang xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào đây. Con xin chào ông bà cô bác, có phải không? Hôm nay Celine đi học ngày đầu tiên. Đi. Hôm nay con đi học. Hôm nay ngày 1 tháng 9 nè, Celine nhập học. Hôm nay mình chuẩn bị dọn nhà. Hôm qua mấy mẹ con dọn giường tủ rồi đi hết. Nay còn mấy thứ. Nay còn gâu dê, cái tủ này. Mấy cái linh tinh. Đi học hết, nhà mình làm hết. Chờ dọn chờ. Cái tủ này bỏ mền gói rồi cái sắt hết, còn mấy cái kệ này phòng Selena, Celine dọn hết, cái còn dọn chổng rồi hết, còn quần áo nó đi học về nó làm tiếp. Dọn cái đống gói mền này vô trong sắt. Tháo cái tủ này, tháo cái giường này. Đây nè, đồ. Cái phòng David. Tháo cái tủ này chắc để lại. Tháo cái bàn. Đóng đồ này để lại, dọn nhà mệt. Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nay mình dọn nhà, bỏ hết mấy cái đống đồ. Bàn này ngày bữa người ta cũng cho mình ít cái mua mấy cái gì. Nhà thích không có mua đồ nhiều thì dọn nhà hoài phải mất công chở tới chở lui, mua cái gì cần thì được.